Tiếp theo tập trước, con lôi hỏa rực xà long đạo cảnh đã xong đến, con này há miệng hét lên thật to, "Gào!" Lý Hành Vân bên này tròn mắt kinh ngạc, nhanh thế đã quay lại rồi, sau đó tức tốc hạ lệnh, mọi người cùng nhau ngăn nó lại, đám thủ hạ hăng máu hô lên, "Giết, giết!" Con rực xà long đạo cảnh há miệng gầm gừ, sau đó nó vung cái đuôi to dài của mình ra quật bay một đám người, lực đạo khủng khiếp đến nỗi toàn bộ đã bị nổ tan xác, mấy tên còn lại thoát được một kiếp thì giật mình kinh hãi, ngay cả huynh đệ cấp thiên tinh cũng bị lập tức giết chết, yêu thú long đạo cảnh, thế mà kinh khủng như vậy thế nhưng tinh thần chiến đấu lại dâng lên mấy người hét lên thật to tuyệt đối không thể để nó tới gần thần trì con rực xà long đạo cảnh lại há miệng thật to chuẩn bị phun lửa nhiếp ly bên dưới thần trì vẫn đang tập trung tinh thần mặc cho bên trên khói lửa ngập trời hai tay của nhiếp giang rộng sau đó bắt đầu dùng hai ngón tay bắt quyết rồi điểm mạnh xuống dưới nước minh văn sau đó bùng phát trở lại phía trên cuộc chiến vẫn diễn ra ác liệt con rực xà long đạo cảnh liên tiếp phun lửa nướng cháy rất nhiều người nó gầm gừ rồi lao đầu xuống dưới mấy đứa hết lên ba nó muốn xông xuống dưới lý hành vân hạ lệnh cùng nhau lên ngăn nó lại cho ta lý hành vân bên này cũng đang vận thiên đạo chi lực sau đó dung hợp với xích huyết kim dao biến thành một tên có hai cái sừng dài và cong con rực xà long đạo cảnh bên này đã lại há miếng ra phun ra một quầng lửa cực mạnh rất nhiều người lại bị thiêu cháy sau đó con này phóng thêm một quả cầu lửa về phía nhiếp ly quả cầu lửa cứ thế bay xuống với tốc độ bàn thờ nhưng mà bóng hình của lý hành vân đã lao tới lý hành vân dùng tay chặn lại quả cầu hắn hét lớn hay a à, ngươi đừng mơ ảnh hưởng tới nhiếp ly những tiếng nổ ầm ầm vang lên lý hành vân nói với con rực xà long đạo cảnh đối thủ của ngươi là ta con rực xà long đao cảnh tức giận lao đến nó há miệng ra gào lên ầm ĩ toàn thân lý hành vân run rẩy hự bị lôi hỏa rực xà long đạo cảnh vương già khóa chặt rồi ta không động đậy được bên này đã có mấy tên sông đến trợ lực cho lý hành vân hắn nhắc nhở mọi người cẩn thận con rực xà long đạo cảnh đã há miệng gào to đồng thời vung cánh đánh nát xác hai tên vừa lao tới những tiếng hét thảm thiết vang lên oa ha lý hành vân nhờ thế mà thoát được khỏi trói buộc của con lôi hỏa rực xà hắn kinh hãi nhìn lên hai đồng đội đã bị thiêu cháy thành than lý hành vân nổi điên hắn hét thật to không đáng chết thế là vung trưởng đánh về phía con rực xà long đạo cảnh những quả cầu lửa ầm ầm đánh ra va chạm với thân thể con rực xà kia đúng kiểu gãi ngứa cho nó lý hành vân hạ lệnh đi nhưng mà con rực xà lại nhìn xuống dưới nó đã phát hiện ra nhiếp ly rất nhanh con này đã phóng ra một quả cầu lửa lý hành vân hoảng hốt la lên không ổn ý đồ của chúng ta bị nó nhìn thấu rồi nói xong lập tức phóng xuống thần trì mà gọi to nhiếp ly nhưng lý hành vân đã bị một quả cầu lửa khác cản đường lý hành vân than thở không đuổi kịp quả cầu lửa đánh xuống mỗi lúc một gần lý hành vân cố gắng đưa tay chụp tới quả cầu lửa đã đến rất gần đúng lúc này nhiếp ly đã lấy được thần căn hắn gieo lên thành công rồi quả cầu lửa lúc này đã lao xuống chỗ nhiếp ly lý hành vân kinh hãi nhìn qua con rực xà long đạo cảnh thở hắt ra bên dưới thần trì lúc này hơi nước bốc lên cuồn cuộn lý hằng ở xa cười khinh bỉ ha 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 xem ra đám người lý hành vân bị đánh rất thảm lôi hỏa rực xà vương giả này thực lực quá mạnh chúng ta tốt nhất đừng tùy tiện chọc vào nó gì một thần trì lớn như vậy ngay trước mặt chúng lại không lấy gì đi cả thật khiến người khác phiền muộn đột nhiên thần trì bắt đầu sụp đổ những tảng đá to tổ bố cứ thế rơi xuống cố hằng giật mình la lên hả à, chuyện chuyện gì thế thần trì này sao lại tự mình bắt đầu sụp đổ rồi con lôi hỏa rực xà bên này điên tiết kêu khè khè ầm ĩ thần trí lúc này đã sụp đổ hoàn toàn lôi hỏa rực xà đã điên tiết lắm rồi nó trợn trừng mắt lên sau đó quay đầu gọi đồng bọn khè khè ở một chỗ khác nhiếp ly đã dùng ảnh yêu trốn ra hắn xuất hiện bên trong rừng cây con lôi hỏa rực xa đã phát hiện ra khí tức của thần căn nó lập tức tung cánh bay đi lý hành vân thắc mắc nó muốn đi đâu đột nhiên nhiếp ly tung cánh bay lên rồi hét thật to hành vân huynh đừng quản ta mang các huynh đệ chạy mau thần trí bên này vẫn đang rơi dụng là tả mấy đứa la lên oa a à. thần trì sập rồi lý hành vân cảm thán nhiếp ly huynh mặc dù tiến tới thần căn như những không gian không thể cùng mệnh hồn trở về, nếu như Nhiếp Ly bị giết, thần căn cũng không có được, đáng ghét, ngay cả đi hỗ trợ cũng chỉ là tặng mạng, không cố được. Thế là hắn ta hạ lệnh rút lui, sau đó, cả đám người của Lý Hành Vân đã kéo nhau bay đi hết. Nhiếp Ly cảm thán, rất tốt, bọn họ rút rồi, thần căn đã được thả vào vạn lý sơn hà đồ, khóa lại với mệnh hồn của ta, chết cũng không rời, đáng tiếc tu vi của ta, ta phí công sức như vậy mới tu luyện từ nhị mệnh lên tam mệnh. Đột nhiên Nhiếp Ly phát hiện ra mấy thằng bên dưới hắn tròn mắt ngạc nhiên nhìn cố hằng bên dưới một ý nghĩ khốn nạn lóe lên trong đầu nhiếp ly hắn ngoác miệng ra cười sau đó thản nhiên đáp xuống trước mặt cố hằng thấy thế bọn cố hằng ngơ ngác như đàn chó lác nhiếp ly thản nhiên đứng dậy bọn kia cũng đứng dậy theo nhiếp ly cười nham nhở mở miệng đây không phải cố hằng thiếu ra sao thật đúng lúc sao các ngươi cũng ở đây thế là hắn đếm một hai ba à, bảy trăm thật không ít người cố hằng tức giận hỏi nhiếp ly ngươi rốt cuộc muốn làm gì sau đó tiếng đập cánh truyền đến nhiếp ly tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn lên ô cố hằng hừng một phát rồi nhìn lên theo có điều cảnh tượng làm hắn kinh hãi chỉ thấy con lôi hỏa rực xà đang liên tiếp há miệng gầm gào bọn bên dưới đứa nào đứa nấy sợ co vòi hết lại cố hằng chửi ầm lên nhiếp ly ngươi tên khốn này sau đó bay lên và ra lệnh cho thuộc hạ tất cả mọi người rút lui cho ta con lôi hỏa rực xà bên này há miệng thật to gào ào ào ào, ào. tiếng gầm của nó làm cho khu vực bị chấn động mấy thằng thuộc hạ của cố hằng chạy chối chết vừa la hét ầm ĩ ba a a a sau đó thân hình to lớn của con lôi hỏa rực xà đè lên người bọn này những tiếng ẩm 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 vang lên khói bụi bay lên mù mịt những tiếng la hét thảm thiết phát ra không ngừng oa cứu mạng mau chạy con lôi hỏa rực xà vẫn cứ đuổi theo không rời cố hằng la lên lôi hỏa rực xà long đạo cảnh chúng ta hoàn toàn không thể đối kháng nhiếp ly bay bên cạnh thằng này ngạc nhiên ổ lên một tiếng cố hằng tức lòi mắt a a a cái đầu ngươi đều do ngươi hại đừng có đi cùng ta nếu còn đi theo ta ngươi không được chết tử tế đâu nghe thấy không ta nhất định khiến ngươi tan thành cho bụi nói rồi hắn tăng tốc phóng lên phía trước nhiếp ly thấy thế cũng tăng tốc đuổi theo rất nhanh đã đuổi kịp cố hằng kinh ngạc la lên oa ngươi có khinh công gì vậy thế mà đuổi kịp được ta nhiếp ly làm bộ vô tội nói cô công tử ta cũng không phải cố ý tên đằng sau đuổi theo không bỏ ta cũng không biết đường nào mà chạy cố hằng lẩm bẩm kêu lên tên đằng sau thế là hắn nhìn lại chỉ thấy con lôi hỏa rực xà vẫn bám giết không ngừng kêu khè khè cố hằng tức lòi mắt ngươi muốn chết thì chết một mình đừng kéo ta theo nhiếp ly bắt đầu cù nhây ta cũng không muốn kéo công tử theo chỉ là bất đắc dĩ nếu công tử phải người cản rực xà này lại thì tốt cố hằng hét lên ngươi mặt dày vừa thôi còn con lôi hỏa rực dao vẫn bám theo phía sau sát giạt cố hằng ra lệnh cho thuộc hạ tất cả mọi người ngăn hắn lại cho ta xử lý hắn trước mấy thằng kia lập tức dừng bay rõ, khóa hắn lại nhiếp ly lúc này cũng đã dừng lại a mình bị thiên tinh cấp khóa lại lần này không chạy thoát được cố hằng thấy nhiếp ly bị cản lại thì phóng vút đi và cười nham nhở ha ha, ha. nhiếp ly đứng tại chỗ rồi nghĩ xem ra rừng ở đây thôi tất cả đều trong kế hoạch mặc dù tu vi thụt lùi có chút đáng tiếc nhưng có thể để cố hằng tổn thất nhiều người như vậy là thu hoạch ngoài dự tính cũng đáng giá không biết sau khi ta chết lôi hỏa rực xà vương giả này phát hiện không có gì rơi xuống sẽ trút giận lên ai dù sao thần căn không trên người ta vậy chắc chắn vừa mới chuyển cho người khác bùng một tiếng vang lên quả cầu lửa bốc lên thật cao nhiếp ly đã tan thành cho bụi mấy đứa cảm thán hắn chết rồi bị long tức long đạo cảnh đánh thành cho bụi mấy đứa sung sướng ôm nhau chúc mừng chiến thắng tốt quá rồi cuối cùng xử lý được nhiếp ly rồi thành công rồi hẳn là lôi hỏa rực xà sẽ quay về thế nhưng bọn này chưa kịp ăn mừng xong đã bị lôi hỏa rực xà quật đuôi cho bay màu nhìn mấy đứa tan xác chúng nó la lên ấy sao nó tức giận rồi bên này đám rực xà bên này vẫn đang bay dợp trời thần chí không ngừng rơi rụng. con lôi hỏa rực xà lúc này đã đến tiết há to miệng gào gào sau đó nó phun lửa thiêu cháy lũ thuộc hạ của cố hằng làm bọn này chạy té khói cố hằng lắp bắp đến đến đây rồi mau tới đây tất cả hộ tống ta rời đi trong lúc cả bọn nhận lệnh thì đã có rất nhiều tên bị phun lửa thiêu cháy mấy thằng còn lại la lên bảo vệ thiếu gia nhìn thấy bọn kia rời đi con lôi hỏa rực xà ngẩn người một cái lúc này một tên đang ngơ ngác đứng đó hắn lắp bắp la lên a à, ta chết rồi thế nhưng con lôi hỏa rực xà lao đi mà bỏ qua thằng này tên này đần mặt ra không ngờ lại thoát nạn con lôi hỏa rực xà kêu khè khè rồi đuổi theo bọn cố hằng cố hằng cùng đồng bọn vẫn đang cắm đầu cắm cổ mà chạy nhưng mà con lôi hỏa rực xà đã đuổi tới phía sau mấy thằng hoảng hồn la lên oa wow sao nó mặc kệ người khác cứ đuổi theo ta thế cố hằng phán đoán nó không lẽ không phải chỉ báo thù vì thần trì còn muốn tìm cái gì nó thấy các ngươi đều bảo vệ ta chắc biết người ở bên trong là quan trọng nhất thế là hắn hét lên các ngươi đừng ở cùng ta nữa chia ra đi dẫn nó ra chỗ khác mấy thằng kia hô rõ rồi tách nhau ra chạy cố hằng thầm nghĩ hư yêu thú long đạo cảnh linh trí còn rất cao may mà ta cao hơn một bậc thế nhưng con lôi hỏa rực xà vẫn cứ đuổi theo tên cố hằng làm hắn cạn mẹ nó lời sau đó một cột lửa phóng ra cố hằng tức giận gào lên nhiếp ly ta không xong với ngươi đâu chuyển cảnh hồn điện của thiên linh viện trong hồn điện là một không gian rộng lớn ở đây có rất nhiều chiếc tủ sắt trông như những cái kết bảo hiểm chắc là lưu giữ hồn mệnh của đám người trong thiên linh viện những tiếng động vang lên một ngọn lửa trong một cái kết cháy lên sau đó bùng lên dữ dội vài canh giờ sau nhiếp ly bóp bóp bờ vai rồi cảm thán cuối cùng cũng sống lại rồi nhiếp ly đứng dậy rồi vươn vai ừm sau khi phục hồi tu vi biến thành nhị mệnh rồi hơn nữa khoảng thời gian rất dài mệnh hồn của ta đều ở trong trạng thái không ổn định, không thể để mệnh hồn ở hồn điện, cũng không thể đến đại thế giới rồi, phải ổn định mệnh hồn đã mới được. Có điều, mệnh hồn của ta hình như có chút kỳ lạ. Theo lý mà nói ta từ ta mệnh rốt xuống nhị mệnh, hồn mệnh có lẽ phải tắt một ngọn mới đúng. Cái màu vàng kia chỉ là suy yếu đi một ít, xem ra có thể tu luyện trở lại nhanh thôi. Dù sao kiếp này trong linh hồn hải của ta xuất hiện quá nhiều chuyện kỳ quái, tóm lại thu hoạch lần này đến đại thế giới, coi như chết một lần cũng đáng. Thần căn trung đẳng thần chỉ, để vào trong vạn lý sơn hà đồ, không biết có thể sinh ra bao nhiêu linh thạch lý hành vân giang tay chào đón nhiếp ly huynh nhiếp ly ngạc nhiên hỏi ồ hành vân huynh lý hành vân cảm thán thật đáng tiếc không thể bảo vệ được người nhiếp ly cười phá lên ha ha chuyện nhỏ các ngươi không đi thì còn tổn thất hơn nhiều lý hành vân ngạc nhiên hỏi thần căn đó cũng mất tích rồi sao nhiếp ly trả lời thần căn vẫn còn đa tạ hành vân huynh lý hành vân ngạc nhiên hỏi ấy sao ngươi lại lúc này cố hằng đã dẫm chân bịch bịch bước ra lý hành vân cười không nhặt được mùm la lên ây dô đây không phải cố hàng công tử sao sao ngươi lại ra từ hồn điện vậy cố hàng tức nghiến răng quát lý hành vân nhiếp ly các ngươi nhớ đấy cho ta món nợ này chúng ta chưa xong đâu lý hành vân cười nham nhở đáp cố công tử vậy là nặng lời rồi ta chỉ là đùa đùa thôi hà tất phải nói lời tuyệt tình như vậy cố hàng tức muốn ộc máu cụ các ngươi đừng quá đắc ý về sau tốt nhất cẩn thận chút cho ta thế rồi hắn ra lệnh cho thuộc hạ đi tiếp theo là một đoàn dài lục tục kéo nhau đi nhìn thấy cảnh này Lý Hành Vân cảm thán, người không ít thật, có đến 300, 400 người, Nhiếp Ly cười đắc ý, ha ha, lần này đủ để hắn sầu não rất lâu rồi, chúng ta cũng đi thôi, đến chỗ đó của ngươi thanh toán linh thạch cho các huynh đệ rồi. Lý Hành Vân vui vẻ nhận lời, ừm, chuyển cảnh, màn đêm buông xuống, Nhiếp Ly đã trở về tiểu viện tu luyện. Đột nhiên, có tiếng cốc 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 vang lên, Nhiếp Ly ngẩn người, có người gõ cửa, sau đó hắn bước ra ngoài rồi lẩm bẩm, tiểu mỹ nhân nào nửa đêm còn đến tìm Tiêu Ngữ vậy? Thế là mở cửa ra, nhưng trước mắt là Long Vũ Âm đang ngại ngùng nhiếp ly reo lên a à, long vũ âm cô mặc đồ gì đây long vũ âm nhẹ giọng hỏi sư phụ có thể đả thông huyệt vị cho ta hôm nay không ta nghe nói người về rồi cho nên lập tức qua đây nhiếp ly ngạc nhiên hỏi sao lại gấp vậy long vũ âm hào hứng nói đương nhiên ta muốn biết tiềm lực của bản thân rốt cuộc có bao nhiêu sau khi đả thông huyệt vị thì có cảm giác gì nhiếp ly cạn lời hự vậy vào phòng ta đi long vũ âm ngoan ngoãn nghe lời vâng sau đó long vũ âm nói với thằng kia cựu bộ của cha ta đã phát tin tức cho họ rồi Muốn tranh giành chức vị gia chủ, thực lực của ta phải mạnh lên. Đúng rồi sư phụ, võ đạo lý niệm của người ta cũng. Long Vũ Âm ngồi đối diện Nhiếp Ly sau đó trầm mặc không nói gì nữa. Cũng phải thôi. Long Vũ Âm trước giờ chưa từng ở một phòng riêng qua đêm với nam nhân, lúc này có chút hồi hộp căng thẳng. Nhiếp Ly thản nhiên nói, cởi y phục đi chứ. Long Vũ Âm giật mình la lên, "Hả?" Nhiếp Ly làm bộ ngây ngốc hỏi, "Cô không cởi đồ, ta sao châm cứu được?" Long Vũ Âm đỏ mặt nhẹn ngùng, sau khi do dự một chút rồi cũng bắt đầu cởi bỏ y phục, rất nhanh chỉ còn lại miếng băng trên ngực cô ta trầm mặc không nói gì không biết thằng kia định làm gì mặt của long vũ âm bên này đã đỏ lên như gấc chín nhiếp ly đã lấy kim châm ra long vũ âm xấu hổ không dám nhìn thẳng nhiếp ly nhắm mắt rồi quay sang một bên đưa tay ra sau định cởi luôn chiếc áo con ra nhiếp ly giật mình kinh hãi la lên đợi đã đủ rồi đủ rồi long vũ âm lập tức rụt tay về rồi ồ lên một tiếng nhiếp ly đi vòng ra đằng sau long vũ âm nói vậy chúng ta chuẩn bị bắt đầu long vũ âm gật đầu đồng ý sau đó đưa cao tay cuốn lại mái tóc nhiếp ly sẵn sàng cầm cây châm rồi nhắc nhở có thể sẽ rất đau, đừng lộn xộn. Long Vũ Âm ngạc nhiên hỏi, đau, cơ thể ta là xích long huyết mạch, thậm chí ngay cả binh khí cũng khó có thể khiến ta cảm thấy đau đớn. Thế nhưng Nhiếp Ly đã cắm châm đầu tiên xuống, một cơn đau kịch kiệt truyền đến, khiến cho Long Vũ Âm choáng váng. Kinh mạch của Long Vũ Âm bắt đầu được kích phát. Long Vũ Âm rên rỉ kêu lên, ư ư ư, Nhiếp Ly trấn an, đừng động, đừng động. Long Vũ Âm cảm thán, trong huyết mạch của ta vậy mà ẩn giấu sức mạnh thế này. Nhiếp Ly cười ha ha, đây mới là châm đầu tiên, nào, thế là nhiếp ly cắm thêm một châm nữa, long vũ âm nuốt nước bọt ực, sau đó nhiếp ly tiếp tục châm thêm vài châm nữa, long vũ âm vẫn nhắm mắt chịu đựng. thời gian qua đi, nhiếp ly thở dài, phù, ta đã dùng kim châm mở rộng mệnh muôn các huyện vị quan trọng của cô. tiếp theo sức mạnh xích long huyết mạch trong cơ thể cô sẽ từ từ thức tỉnh, sau đó xung kích bách mạch của cô. trước tiên cô ở đây dốc lòng tu luyện đi. long vũ âm gật đầu đồng ý, nhiếp ly mệt mỏi bước ra ngoài, hắn thầm nghĩ dùng châm tiêu hao cùng không nhỏ, mệt ghê, nói xong kéo cửa rồi bước ra, sau đó. Nhiếp Ly đóng cửa lại, Nhiếp Ly mệt mỏi thở hắt ra, nhưng mà Tiêu Ngữ đã đứng trước mặt hầm hầm nhìn Nhiếp Ly, Nhiếp Ly giật hết cả mình la lên, oa ha, dọa chết ta rồi, thi triển chiến kỹ gì, xuất quỷ nhập thần. Thế nhưng Tiêu Ngữ vẫn hầm hầm nhìn Tiêu Ngữ, Nhiếp Ly tròn mắt ngạc nhiên hỏi, sao, mặt đen như vậy, không phải ngươi lại đi đại thế giới rồi bị người ta giết chứ? Tiêu Ngữ gần giọng hỏi, làm ra việc như này, ngươi xứng đáng với Ngưng Nhi sao? Nhiếp Ly ngạc nhiên hỏi, việc như này, việc gì cơ, sao lại không xứng với Ngưng Nhi? Tiêu Ngữ chán ghét nói, chuyện ngươi làm tự mình rõ, Nhiếp Ly thắc mắc, chuyện gì? Long Vũ Âm á, việc này có chỗ nào, ngươi nghe ta giải, nhưng Tiêu Ngữ đã đóng cửa cái sầm lại. Nhiếp Ly ngu mẹ nó người, lòng đầy thắc mắc, ồ, xem ra hắn hiểu nhầm quan hệ của ta với Long Vũ Âm, không xứng với Ngưng Nhi sao? Kiếp trước xác thực cô ấy có thể là vợ ta, không đúng, việc này dù sao cũng không tới lượt Tiêu Ngữ quản, hắn nổi nóng thế này, phải chăng là có ý với Long Vũ Âm? Hai người bọn họ quen sao? Không phải Long Vũ Âm, chả nhẽ Tiêu Ngữ có ý với ta? Nhiếp Ly càng nghĩ càng điên đầu thằng được dựa lại có ý với hắn sao không không sao có thể bên trong căn phòng tiếng riêng rỉ của long vũ âm vẫn vang lên đều đều nửa canh giờ sau ánh sáng bên trong bùng phát nhiếp ly kinh ngạc thầm nghĩ đây là xem ra đã thức tỉnh hoàn tất khí tức này chỉ ít ngũ mệnh cảnh giới tương lai sợ rằng tu luyện sẽ càng nhanh thế là hắn đẩy cửa bước vào rồi reo lên ta tới rồi long vũ âm nhưng mà long vũ âm lại hét toáng lên a a a long vũ âm thẹn thùng kêu ré lên a à, a à, a à. nhiếp ly bịt tai lại sau đó hắn tức giận quay đầu nhìn qua xem là có chuyện gì cảnh tượng trước mắt làm cho hắn đứng hình xung quanh người của long vũ âm là những mảnh vải rơi là tả thân thể của long vũ âm đã trần trụi trước mặt hắn nhiếp ly than thần ý y phục rách hết rồi thích quá à nhầm ngại quá nhiếp ly nhanh chóng chuồn ra ngoài long vũ âm khẽ gọi sư phụ thế rồi hắn tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi ồ long vũ âm sao rồi huyệt vị thông hết rồi chứ long vũ âm thẹn thùng đáp lại ừm thông cả rồi vậy thì tốt vậy thì tốt nhiếp ly dặn dò Cô sau khi về tự củng cố lại tu vi, về sau chắc chắn sẽ phát triển rất mạnh. Tu vi của cô đã mạnh vậy rồi ta không còn phù hợp làm sư phụ cô nữa." Long Vũ Âm kiên định nói. "Không, ta đã bái ngươi làm sư, vậy thì bất luận thế nào, ngươi đều là sư phụ ta." Nhiếp Ly cười phá lên. "Ha ha, ta đủ thôi, cô mau về đi, đêm muộn thế này, người khác nhìn thấy lại nghĩ này nọ." Long Vũ Âm e thẹn gật đầu, "Ừm, um, nói rồi chạy nhanh ra ngoài, nhưng đến cửa thì dừng lại, sau đó quay lại nói với Nhiếp Ly, "Sư phụ, hôm khác ta lại tới." Nhiếp Ly thở dài than thở đến đây một lần đã bị tiêu ngữ hiểu lầm nếu lần sau lại ban đêm tới thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì đêm đã về khuya long vũ âm một mình đi trên đường đột nhiên có một thằng đã chặn đường long vũ âm cô ta trừng mắt lên nhìn hóa ra là hồ dũng thằng này chất vấn long vũ âm ngươi đêm hôm khuya khuất đi đâu nói xong hồ dũng tức giận nắm chặt bàn tay long vũ âm tức giận hỏi ngươi dám theo dõi ta ừ ta đi đâu ngươi xen vào làm gì về sau còn dám theo dõi ta quyết không tha cho ngươi hồ dũng tức giận hừ lạnh quát hừ long vũ âm ta xem như nhìn thấu ngươi rồi ngươi thực chất chỉ là một kẻ dâm đãng long vũ âm tức giận chừng mắt lên mà nhìn hồ dũng tức giận quát lại dám hơn nửa đêm đi tìm dã nam nhân vậy mà còn không biết xấu hổ long vũ âm gần giọng hỏi ngươi nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa hồ dũng nghiến răng quát long vũ âm ta mắng ngươi sao đừng quên ngươi là vị hôn thê của ta ngươi không tuân theo đạo làm vợ ta sớm muộn sẽ giết nam nhân của ngươi sau đó tên này tức đến nói không ra hơi vù vù long vũ âm đã hầm hầm tiến lại mặt cô ta tức đến nổi gân xanh Hồ Dũng sợ đến tái mặt, Long Vũ âm nghiến răng nói, đừng tưởng rằng có gia tộc chống lưng thì ngươi to lắm, phế vật như ngươi cũng xứng làm vị hôn phu của ta sao? Nói rồi giẫm chân một cái, sau đó co chân sút thẳng vào tổ chim của Hồ Dũng khiến cho trứng một lần nữa bị dập nát. Từ đó, họa mi của Hồ Dũng ngừng hót, mặt của Hồ Dũng tím tái như người chết đuối, hắn ôm lấy tổ chim, đầu gối khuỵu xuống sau đó ngã lăn ra đất nỗi đau này còn đau hơn đau đẻ gấp vạn lần long vũ âm gây án xong tức giận thở dốc đột nhiên có mấy bóng đen phóng vụt ra, khiến cho Long Vũ Âm giật mình. Hóa ra bọn này là thủ hạ của Hồ Dũng. Chúng nó lo lắng hỏi, thiếu gia, thiếu gia, người sao rồi? Long Vũ Âm cũng cạn mẹ nó lời. Sau đó khẽ tặc lưỡi một cái, chập, Long Vũ Âm cũng không muốn dây dưa nữa, thế là tung người nhảy lên. Chuyển cảnh, bên trong vạn lý sơn hà đồ, nhiếp ly đang ngồi tu luyện. Hắn than thở, phù, tu vi tăng lên chậm quá, Long Vũ Âm đã ngũ mệnh rồi. Ta không thể để rớt lại so với mọi người được. May mà thu lại những thần trì này đã dẫn dần hình thành không cần lo lắng về linh thạch sau này nữa. Nhiếp Ly nhìn qua chỗ Vũ Diễm rồi thắc mắc, Vũ Diễm nữ thần, không biết tu vi của cô ta hiện giờ đã đạt đến cảnh giới nào rồi, có lẽ sớm đã vượt qua bản thân cô ta khi làm hỏa chi linh thần rồi nhỉ? Vẫn là đừng làm phiền cô ta thì hơn, đi xem xem Kim Đản đang làm gì vậy. Nói xong, Nhiếp Ly nhảy xuống dưới, hắn vạch mấy bụi cây tìm kiếm con gà. Kim Đản đã làm một bụng no tròn vừa ngủ vừa kêu chiếp chiếp. Nhiếp Ly nhìn con lười biếng này thì nghĩ, tên này ở trong tranh giã là ăn xong ngủ ngủ rồi ăn vẫn là dẫn nó ra ngoài hóng gió nhiều chút thì tốt hơn. Nói ra thì lúc trước kim đàn không phải càng lớn càng nhỏ sao, hiện giờ lại bắt đầu lớn lên rồi. Thế là hắn nói, kim đàn, ta ở đây tu luyện với ngươi nhé, nhưng con gà kia vẫn ngủ như chết. Nhiếp ly cảm thán, nếu như đã có thần chỉ rồi, cũng không cần tiếc linh thạch tinh hoa làm gì nữa. Hiệu lực gấp ngàn lần, xem xem mấy khối mới có thể hồi phục tam mệnh. Nhiếp ly bắt đầu tu luyện, rất nhanh, hồn mệnh màu vàng đã trở lại. Nhiếp ly đã tiêu hết ba khối tinh hoa linh thạch. Kim đản bên này đã bật dậy đòi ăn, nhiếp ly lấy ra tiếp mấy khối nữa rồi nói thật tốt quá lấy thêm nhiều chút năm ngày sau nhiếp ly đã xài hết một đống tinh hoa linh thạch tu vi của hắn đã tăng lên bên trong linh hồn hải ba khối hồn mệnh lúc này đã xuất hiện thêm một khối màu đen nữa nhiếp ly ngẩn người tu vi của nhiếp ly là tứ mệnh hắn thở hắt ra rồi hỏi phù màu đen càng lúc càng kỳ lạ tiếp theo sẽ là màu gì đây chuyển cảnh bên trong đại thế giới một vụ nổ bùng lên sau đó xung quanh thần trí liên tiếp có những vụ nổ phát ra đám cố bối lục phiêu đã hạ cánh Lục Phiêu cười thích chí, ha ha, yêu minh chúng ta cuối cùng cũng đánh được thần trì đầu tiên rồi. Cô Bối cũng tán thành, như này ở địa thế giới sẽ có chỗ dừng chân rồi, có thể tiếp tục chiêu mộ nhiều cường giả hơn. Lục Phiêu thắc mắc, thần trì cấp thấp này có thể thu hút được cao thủ không? Cô Bối trả lời, thần trì gì chứ, chẳng qua chỉ là sự khác biệt về linh thạch là bao nhiêu thôi. Chúng ta không thiếu nhất chính là tiền, quan trọng hơn là thần trì chí này chính là danh địa đầu tiên của yêu minh ta. Mọi người tu luyện ở đây đi. Thế là đám thuộc hạ lập tức vâng lời, rõ. màn đêm buông xuống đám yêu minh đã hạ trại ở đây mấy thằng bắt đầu phân chia công việc đột nhiên có một tên chạy đến thông báo bối ra bối ra có một thế lực gọi là cố ngọc minh nói muốn gia nhập với chúng ta nhiếp ly ngạc nhiên hỏi cố ngọc minh bọn họ có lai lịch thế nào cô bối vút cầm suy nghĩ ừm là một thế lực nhỏ ở đại thế giới chắc khoảng gần 60 người căn bản đều là thiên mệnh so với những thế lực khác thì chẳng là gì hết cũng coi như là thế lực trong sạch lục phiêu ngạc nhiên hỏi ngầu đấy này mà ngươi cũng biết hả cô bối kêu mấy tiếng hứ, hứ đúng rồi ngươi có hỏi bọn họ vì sao lại muốn gia nhập chúng ta không tên kia trả lời bọn họ nói bọn họ ở đại thế giới lăn lộn quá vất vả bởi vì thực lực quá yếu những đại thế lực khác cũng không muốn thu nhận bọn họ gần đây nghe nói bối ra xây dựng thế lực nên qua đây hỏi thử lục phiêu ngạc nhiên hỏi rất yếu sao vậy chúng ta có thu không cô bối vui vẻ đáp thu chứ đương nhiên là thu những thế lực khác là lo lắng gánh vác quá nhiều không chịu nhận người chúng ta không giống vậy nhiếp ly nói rồi có thể thu được bao nhiêu thì thu bấy nhiêu để bọn họ đến đi lúc sau tên cầm đầu đã đến hắn cung kính chào bối ra ta là hàng viêm cô bối hỏi hàng viêm nếu như gia nhập yêu minh của ta thì phải theo quy tắc của ta các ngươi đã rõ chưa hàng viêm mỉm cười trả lời chúng ta hiểu cô bối giơ tay tán thưởng được chúng ta ký khế ước đi thế là hàng viêm cũng đi theo cô bối được sau đó hàng viêm chợt nhớ ra rồi nói đúng rồi bối ra chúng ta nắm được một thần trì cấp bậc thấp có điều đã sắp khô cạn rồi bây giờ vẫn để lại mười mấy người trông chừng người muốn không cô bối ngạc nhiên reo lên thần trì muốn chứ đương nhiên muốn sau khi các ngươi gia nhập yêu minh ta sẽ phái ba người đi tiếp nhận thần trì đương nhiên đãi ngộ của các ngươi cũng sẽ theo yêu minh để phát nghe xong mấy anh em cố ngọc minh ai nấy đều vui như bố đẻ em bé cố ngọc minh giải tán rồi tốt quá rồi chuyển cảnh một thời gian sau bên trong các minh hữu khác đám người bàn tán với nhau này này nghe nói toàn bộ người của cố ngọc minh gia nhập vào yêu minh rồi sao hàng viêm nỡ giải tán thế lực mà mình khô cực gây dựng nên như thế sao tên kia phân tích Ngươi nghĩ xem, mỗi năm chúng ta canh giữ thần trì, thường xuyên làm những chuyện nguy hiểm, cũng chỉ có mấy chục linh thạch mà thôi. Yêu Minh bọn họ mỗi tháng đã phát mấy chục linh thạch cho mỗi một thành viên rồi. Chúng ta cũng đi. Thế là chúng nó khăn gói quả mướp, kéo nhau đi đầu nhập Yêu Minh. Nhất thời, các thế lực đều tranh giành giải tán. Trong một tháng, Yêu Minh tiếp nhận mấy chục thành viên của các thế lực. Nhiếp Ly đương nhiên cũng thu được mấy chục thần trì. Thế lực khổng lồ như này, Yêu Minh rốt cuộc sao có thể nuôi nổi? Đây là câu hỏi của rất nhiều người đặt ra nhưng có ai biết đâu nhiếp ly thu linh thạch thôi cũng mệt bở hơi tai rồi than thở linh thạch có hơi nhiều rồi mệt quá cùng lúc này bên trong thiên linh viện đám cố hằng đang tụ tập với nhau toàn là bọn đầu trâu mặt ngựa cố hằng mộ dung vũ còn mặt thằng nhìn như ra xua cố hằng mở bát mục đích triệu tập các vị đến nghĩ chắc các vị cũng đã rõ yêu minh của cố bối từ lúc tung hoành xuất thế đến giờ trong thời gian ngắn như vậy lại có thể chiêu mộ được hơn ba nghìn người còn không áp chế sự phát triển của yêu minh đến lúc đó trong thiên linh viện chúng ta sẽ không còn quyền lên tiếng nữa Nghe xong, đứa nào cũng trở nên kinh ngạc. Một thằng phát biểu, "Cố Hàng công tử, chúng ta đã tính toán, chỉ tính hiện tại, tên tiểu tử cố bối đó mỗi tháng phải chi mười mấy vạn linh thạch, hắn còn có thể khuếch trương nữa sao? Còn mở rộng nữa, vậy thì phải tiêu hao bao nhiêu linh thạch đây? Cứ như vậy, không cần lâu nữa, họ đã tự giải tán rồi, mấy đứa khác tán đồng. Đúng thế, số tiền này không phải số nhỏ đâu, hắn chơi như thế không được đâu, không cần chúng ta ra tay." Cố Hàng tức giận nhắc nhở, "Các ngươi nghĩ như thế, vậy thì sai hoàn toàn." Nghe xong, mấy thằng kia nghệt mặt ra cô hằng nói tiếp yêu minh không những không dùng chiêu mộ mà còn mở rộng chiêu mộ trắng trợn chỉ cần là nhị mệnh trở lên chúng thu nhận hết thằng kia kinh ngạc hỏi sao có thể được nghe xong mộ dung vũ xác nhận ta cũng đã điều tra rồi quả thực như thế quả thực chúng có một lượng lớn linh thạch trước mắt vẫn chưa nhìn thấy dị tượng khô cạn cô bối còn tiêu sạch 40 vạn linh thạch ở hội đấu giá ta nghĩ chúng có thể đã có được kho báu đại năng thượng cổ mới có thể phung phí như thế mấy thằng nghe xong đứa nào đứa nấy đều kinh ngạc la lên kho báu thứ như thế cũng không thể mang đến đại thế giới lại không cướp được vào tay mộ dung vũ rên hừ hừ nếu như chúng thật sự có được nguồn linh thạch cuồn cuộn không đứt nhìn thấy đãi ngộ của yêu minh cao như vậy thủ hạ của các ngươi sẽ nghĩ thế nào họ sẽ vẫn giống như trước bán mạng cho các ngươi sao các ngươi có thế giống như yêu minh đưa ra điều kiện cao như thế sao cố hằng tán thành mộ dung huynh nói không sai yêu minh đang phá hoại quy tắc nếu như để mặc cho họ tiếp tục phát triển thêm vào đó là thiên phú chắc tuyệt của cố bối tương lai nếu như ngồi lên vị trí gia chủ cố thị đến lúc đó chúng ta đều xong hắn hít sâu vào một cái rồi nói tiếp ta có một cách hơn nữa đã có được sự ủng hộ của một người chỉ cần chư vị hợp lực trợ giúp ta yêu minh đó sẽ không đi được xa đâu mấy thằng kia kia cung kính hành lễ với cố hằng cố hằng lão đại mời nói cố hằng nghiến răng nói tất cả chúng ta liên hợp lại có thể điều động được gần 16.000 nghìn người tuyệt đối có thể chèn ép yêu minh nhân lúc yêu minh vẫn còn chưa phát triển được đến mức có thể uy hiếp được chúng ta thì bóp chết hắn từ trong nôi nghe xong câu này mấy thằng kia trở nên do dự một thằng phát biểu cố hằng lão đại cô bối bây giờ là người thừa kế thứ nhất của cố thị chúng ta không giống ngài vô duyên vô cớ chúng ta không dám đắc tội người thừa kế cố thị cố hằng lừ mắt một cái rồi nói đừng tưởng rằng chuyện này chỉ liên quan đến lợi ích mình ta nếu để cho yêu minh tiếp tục phát triển các ngươi đều không thể sống yên ổn hôm nay ở đây đều là người một nhà chỉ cần các ngươi chịu giúp ta diệt yêu minh ta có thể sao chép một phần chân ngôn quyết cho các ngươi nghe xong câu này cả đám bắt đầu dao động hích chân ngôn quyết là bí mật bất truyền của cố thị ngay cả người thừa kế cũng chỉ có người có thiên phú nhất mới được học một khi truyền ra ngoài sẽ bị thanh lý môn hộ cố hàng lão đại nói thật sao cố hàng khẳng định chắc nịch thật nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy đám kia nghe xong thì đã bị thuyết phục chúng nó tán thành vậy được ta làm ta cũng làm cố hàng nhất mép cười đều thầm nghĩ nực cười ta sao có thể cho các ngươi chân ngôn quyết thật một thằng đề nghị cố hàng lão đại không bằng chúng ta lập giấy xác nhận đi như vậy chúng ta cũng tín nhiệm hơn cố hàng xác nhận đương nhiên nhưng ta sẽ dùng trận pháp minh văn phòng ấn chứng tử đợi lúc các ngươi cầm chứng từ tới sẽ cùng nhau giải phong ấn mấy thằng kia đưa mắt nhìn nhau sau đó cũng tán thành được thế là cả bọn cười như được mùa ha 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 chuyển cảnh bên trong đại thế giới đại bản doanh của yêu minh cô bối và lục phiêu đang chỉ đạo anh em luyện võ lục phiêu chỉ chỉ trò trò không ngừng đột nhiên có người bay đến làm cho lục phiêu giật mình hàng viêm đáp đất thở hộc hộc toàn thân thương tích đầy mình khó khăn nói cố ra học học chúng ta bị phục kích tổn thất hơn 100 người lục phiêu ngạc nhiên gọi hàng viêm cố bối ném đan dược cho hàng viêm rồi nói đây là thuốc trị thương nhanh ăn vào đi thằng kia ngoan ngoãn nghe lời vâng cố bối nhắc nhở nói cho rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì hàng viêm ăn thuốc xong thở phù phù hắn giải thích là một đám thiên tinh cường giả chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ chỉ có ta trốn thoát cố bối tức giận gần giọng nói một đám thiên tinh cường giả cố hằng rốt cục ngồi không yên rồi gọi những người được phái ra ngoài về không thể đợi ở đây chúng ta rút lui về thiên linh viện trước đám đông lập tức nghe lời rõ nhanh rút nhanh rút thế là đội ngũ của cố bối rút về lục phiêu tức giận chửi tên cố hàng này thật là chúng ta trêu chọc hắn sao ta abcxyz con mẹ nó đột nhiên cố bối phát hiện ra cái gì đó làm hắn đứng hình trước mặt cố bối là một đám người đông đúc cứ gọi là lúc nhúc cố hằng là thằng cầm đầu hắn nhếch miệng cười khinh bỉ nói cố bối đường đệ chúng ta đã lâu không gặp đội hình đông hơn một vạn người của cố hằng đã bao vây cố bối cố bối nhìn thấy cảnh này cũng khựng người một chút sau đó hắn nói với cố hằng cố hằng đường huynh lâu rồi mới gặp, dẫn theo hơn vạn người gặp ta, không phải để đánh nhau chứ. Cố Hằng cười phá lên, ha ha ha, ta chỉ muốn cùng đệ đệ thương lượng một việc. Cô bối thản nhiên hỏi, xin lắng tai nghe. Cô bối thẩm nghĩ, nhiều người quá, hôm nay sợ rằng chúng ta một người cũng không đi được. Cố Hằng nói tiếp, nếu như cô bối đường đệ nguyện ý không tranh đoạt vị trí gia chủ, đồng thời giải tán yêu minh, ta có thể không tính tới hiểm khích lúc trước. Tương lai cùng cố bối đường đệ cùng nhau quản lý cố thị như thế nào? Cô bối thẩm nghĩ, thật là hào phóng, tỷ tỷ chỉ là hiện ra thiên phú liền bị hắn độc thủ loại người này sẽ nguyện ý cùng ta quản lý gia tộc cô bối cười giả lả ha ha ta cảm thấy việc giải tán yêu minh còn có khả năng nhất định ta trở về cân nhắc mấy ngày ba ngày sau cho đường ca câu trả lời như thế nào cố hằng ngẩn người còn mấy thằng thuộc hạ thắc mắc ba ngày chúng ta kéo quân tới ai muốn về chờ chứ cố hằng cười khinh bỉ cô bối đường đệ ngươi ấy à đặt tên thật không hay gọi là yêu minh thật dễ để cho người ta liên tưởng đến yêu thần tông thế rồi hắn vẫy tay một cái đám thủ hạ của cố hằng đã siết chặt vòng vây cô bối cười ngoác miệng ha ha đường huynh thật biết nói đùa cũng chỉ là thuận miệng lấy một chữ thôi sao có quan hệ với yêu thần tông chứ sau đó đưa mắt nhìn qua lục phiêu lục phiêu cũng đánh mắt xác nhận cố hằng tiếp tục chém gió vì để tránh cố bối đường đệ vào đường tà đạo đường huynh không thể mặc kệ phải dạy dỗ các ngươi cho thật tốt thế là hắn phất tay hô giết đám thủ hạ của cố hằng đứa nào đứa đấy làm cái mặt hung dữ hô hào giết giết không ngừng cô bối cũng lớn tiếng hô chạy thế rồi hai bên trưởng qua trở lại đánh nhau tá là bùng binh oa chúng đông người quá bối ra lục ra chúng ta yểm hộ cho các ngươi cô bối nói với đồng bọn ừm cùng phá vòng vây xem trưởng thế rồi cố bối vung tay lên rồi vung trưởng đánh ra mấy thằng bị chúng chiêu đã bị để lùi la hét thảm thiết a à, a, cố hằng tức giận la lên hừ muốn chạy ánh mắt tên này sáng lên sau đó phóng về phía cố bối tên này vừa bay vừa vận thiên đạo chi lực sau đó tung trưởng đánh ra một cái trưởng ấn đánh tới xem trưởng lúc này mấy anh em của cố bối đã xông lên đừng hòng gây thương tổn cho bối gia thế nhưng hai tên này đã bị trường ấn đánh cho nát xác kêu gào thảm thiết oa wow. ha, lục phiêu nhìn trường ấn đánh tới thì giật mình kinh hãi hết lên cái gì hai huynh đệ thiên tinh cảnh bị giết trong trước mắt sao cố bối cẩn thận cố hằng cười khinh bỉ cẩn thận ha 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 ta lại là thiên tinh cảnh đỉnh phong chết đi trường ấn cứ thế đánh thẳng về phía cố bối hắn la lên không ổn không không cử động được cơ thể hình như bị chèn ép nát vụn vậy mà lại chết trong tay cố hằng thật không cam tâm đột nhiên cố bối phát hiện ra cái gì đó Hắn tròn mắt ngạc nhiên, chữ kiếm hiện ra trong linh hồn hải của cô bối, hắn như chìm vào trong không gian vô tận, chữ kiếm khổng lồ xuất hiện rồi hóa thành hư ảo, cuối cùng tụ lại một chỗ, kiếm, thì ra là thế, nghĩa lý sâu kín trong chữ. Cô bối đưa tay với lấy, hắn nhìn thanh kiếm trước mắt rồi nghĩ, thì ra là thế, cô bối bắt một cái kiếm kiết, thanh kiếm đã nghe theo sự điều khiển của hắn, sau đó cô bối phóng thanh kiếm này ra ngoài, một đạo kiếm ý đánh ra, lao thẳng vào trường ấn của Cố Hằng, nó đục ra một cái lỗ to tổ bố trên trường ấn, kiếm ý xuyên thẳng về phía Cố Hằng hắn nhanh nhẹn nghiêng đầu né tránh nhưng mà kiếm ý đã để lại trên mặt thằng này một vết thương làm cho hắn giật mình kinh hãi cố hằng ngơ ngác hỏi kia là gì bên này cố bối đã ho ra máu cụ khụ nhưng hắn lại cười nham nhở ha 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 cố hằng ôm mặt éo hiểu chuyện gì cố bối cười nhai răng đúng là nhờ có ngươi cố hằng đường ca không ngờ ta lại bất ngờ lĩnh ngộ được ý cảnh của kiếm tổ cố hằng ngu mẹ nó người hỏi ý cảnh của kiếm tổ cố bối nói tiếp chỉ cần có ý cảnh của kiếm tổ này cho dù ngươi cứ muốn giết ta để tu vi của ta ở lại thiên mệnh cảnh giới, rồi cũng sẽ có một ngày thực lực của ta vượt qua ngươi, lúc đó ngươi còn có thể đè ép được ta sao?" Cố Hằng tức điên lên nói, "Cái gì mà ý cảnh của kiếm tổ, mấy trò con nít cũng dám mạo danh ý cảnh của kiếm tổ sao? Muốn phản kháng lại ta, ngươi còn kém xa lắm." Bên này, Hằng Viêm thông báo, "Bối ra, chúng ta chỉ còn lại 200 người mà thôi." Cố Bối giật mình, "Hả?" À, Cố Hằng cười ngoác miệng ra, "Ta xem ngươi còn có thể ngưng tụ ra bao nhiêu lực thiên đạo, kiếm ý vừa nãy ngươi còn dùng được nữa không?" Thế là hắn cười khà khà, rồi vận công lực thiên đạo có lẽ đã bị cạn kiệt rồi nhưng vì lo do an toàn ta vẫn là giữ khoảng cách cố hằng đánh ra một trưởng rồi la lên đi chết đi một cái trưởng ấn đánh thẳng về phía cố bối cố bối đứng im chịu trận cố hằng khoái chí cười ha ha nhưng lúc này có một tia kiếm khí đã đánh tan trưởng ấn của cố hằng khiến hắn lộ ra đằng sau mấy vòng cố hằng kinh hãi la lên xảy ra chuyện gì vậy cố bối cứ tưởng mình đã về thành dưỡng sức rồi nhưng mà không hắn vẫn sống nhăn răng hóa ra người ra tay ứng cứu là lý hành vân lý hành vân lạnh lùng nhìn cố hằng sau đó vẫy tay một cái đám anh em đã xuất hiện phía sau cố hằng tức giận nói lý hành vân mấy thằng đệ của cố hằng la lên là thiên hành minh toàn bộ ba người tới rồi đám đàn em của lý hành vân đã bay tới sau đó tất cả tụ tập lại phía sau lý hành vân cố hằng tức giận hỏi lý hành vân ngươi muốn ra mặt cho yêu minh sao nhìn cho rõ có tất cả bao nhiêu người thiên hành minh muốn nhúng tay vào ta cũng không ngại diệt luôn lý hành vân bật lại lý hành vân ta chỉ tôn kính một chữ tín đó là nghĩa khí trong yêu minh có huynh đệ của ta nếu ai gây khó dễ cho yêu minh chính là gây khó dễ cho thiên hành minh cố hằng thở hắt ra hừ lý hành vân nếu như ngươi muốn cả thiên hành minh cũng dính vào chuyện này thế thì đừng trách ta không khách khí lúc này mấy đứa do dự lão đại thằng kia hỏi lại hừ thiên hành minh mặc dù có hơn ba nghìn người nhưng huynh đệ của lý hành vân ở khắp thiên hạ nhưng có rất nhiều người là lão đại một phương một khi cùng thiên hành minh khai chiến chiến tranh thăng cấp quy mô trận chiến đấu này không biết sẽ đạt tới trình độ nào cố hằng la lên giết giết mấy thằng kia ngẩn người gọi lão đại nhưng thằng cầm đầu đã nói, bất quá, mũi tên đã bắn ra thì không thể thu lại, mới thế này đã bị dọa dạ lui thì quá mất mặt rồi, xông lên, thế rồi cả đám lao vào đánh nhau. Lý Hành Vân vung cao trường kiếm, một mình cân ba bốn thằng, hai bên đánh nhau loạn xạ hết cả lên, rất nhiều người đã bị đánh rơi xuống đất. Đám cô bối lo lắng thông báo, người của đối phương quá nhiều, bảo vệ cô thiếu, một tên thông báo tình hình, Hành Vân lão đại nếu như tiếp tục đánh như vậy, chúng ta không phải là đối thủ. Lý Hành Vân xác nhận, đúng là như vậy, vội vàng qua đây không ngờ lại có hơn 20 thế lực liên thủ. Nếu như Cố Hằng đã muốn khai chiến thế thì chúng ta phải chơi tới cùng với họ. Hôm nay trước tiên hộ tống Yêu Minh rời khỏi đây, lần sau lại tới tìm hắn tính sổ. Tất cả mọi người theo sát ta, cùng xông lên. Lý Hành Vân tả sung hữu đột, dẫn anh em mở đường máu xông ra, chúng này, Cố Hằng tức giận quát, vừa tới đã chạy, ngươi nghĩ hay lắm. Sau đó hò hét cho thuộc hạ, cản bọn họ lại. Đám người Cố Hằng đồng thanh hô, giết, mấy thằng đều muốn xin cái đầu của Lý Hành Vân, nhưng đã bị Lý Hành Vân đấm cho mỗi thằng một phát bay màu. Lý Hành Vân vẫn tiếp tục mở đường máu bay đi. Rất nhanh, đội hình của Lý Hành Vân đã đột phá vòng vây. Mấy đứa la lên, oa a, oa, bị đột phá rồi. Rất nhiều thằng xông đến đã bị đánh bay. Nhìn đám Lý Hành Vân cố bội chạy được một quãng xa, Cố Hằng tức nghiến răng nói, đáng ghét, nhiều người như vậy còn để hắn phá vây. Hừ, có điều bọn chúng cũng không còn bao nhiêu người. Bất luận là yêu minh hay là thiên hành minh, tổn thất đều lớn hơn chúng ta. Đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Tương lai sẽ triệt để xóa bỏ các ngươi khỏi đại thế giới. Chuyển cảnh, tiểu viện của tiêu ngữ đám tàn binh đã kéo nhau về nhiếp ly cây cú hỏi còn có việc này các ngươi tổn thất như thế nào lục phiêu chán nản trả lời chúng ta tập hợp tin tức lại tất cả các cứ điểm của yêu minh chúng ta đều bị phục kích chỉ có vài trăm người thành công rút lui phía thiên hành minh cũng tổn thất không ít chỉ ít chết hai nghìn người cô bối buồn rầu nói kỳ thực hành vân huynh không cần đến làm hại thiên hành minh cũng tổn thất nhiều người như vậy lý hành vân liền nói đây là nơi nào chứ trong đại thế giới huynh đệ gặp nạn thiên hành minh ta lẽ nào lại co đầu rụt cổ lại Ta song sáo ở đại thế giới nhiều năm như vậy, lần chiến đấu này tổn thất cũng không thể coi là quá lớn, huống hồ người của Cố Hằng bị chúng ta xử lý càng nhiều. Tóm lại chơi lại hắn đánh không lại thì lại chạy. Đúng rồi, Cố Hằng cùng mấy thế lực huyết nguyệt minh tụ tập lại tuyên chiến với các ngươi. Các ngươi chuẩn bị ứng phó thế nào rồi, Nhiếp Ly huynh, nếu như ngươi quyết định khai chiến, ta có thể liên lạc một ít huynh đệ giúp các ngươi cùng nhau đối phó huyết nguyệt minh, gọi tới 8, ngàn người cũng được. Cô bối với Lục Phiêu đưa mắt nhìn nhau, Nhiếp Ly tỏ vẻ suy nghĩ nói, "Ừm, um, ta cảm thấy không cần thiết tự dưng cuốn thêm nhiều người vào bây giờ chúng ta đầy đủ nhân thủ có điều ta cần hành vân huynh giúp một chút không biết hành vân huynh có nguyện ý hay không lý hành vân cười khổ gì mà nguyện ý hay không chỉ cần nhiếp ly huynh nói một câu là được đúng rồi thật sự không cần ta gọi người sao nhiếp ly khẳng định trước mắt còn không cần lý hành vân ngạc nhiên hỏi chẳng lẽ ngươi có ý nghĩ gì khác nhiếp ly không trả lời mà hỏi lại hành vân huynh gặp qua du côn lưu manh đánh nhau chưa lúc đánh nhiều nên làm gì lục phiêu có kinh nghiệm lên trả lời luôn chắc chắn là liều lĩnh xông vào đánh kẻ dẫn đầu tới chết lý hành vân kinh ngạc nói ấy là thế à lục phiêu bên này thông minh đột xuất gì chứ lưu manh với dâm tiện là sở trường của anh thế là hắn phát biểu đúng thế sao chúng ta phải đối phó mấy cái thế lực còn lại bên kia chứ đánh huyết nguyệt minh là xong lý hành vân tán thành đây đúng là cách không tệ sử huyết nguyệt minh thế lực khác đoán chừng cũng sẽ cố kỵ nhiều và lại cũng chưa chắc cần sống chết với bọn họ nhiếp ly huynh không phải có thể thu lấy thần căn sao nhiếp ly cũng giật mình ồ lý hành vân đắc ý phát biểu chúng ta xử hết thần trì của huyết nguyệt minh để bọn hắn khóc cũng không có chỗ để khóc cô bối cũng góp lời pha hắn không đủ tài nguyên tốt nhất có thể mua chuộc trong số người của họ để chú ý đến động thái của cố hằng chỉ cần có cơ hội liền chơi hắn khiến hắn không dám ra cửa nữa mới thôi thế rồi cả bọn cười đê tiện với nhau hi 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 vậy chúng ta đi chuẩn bị thôi nhiếp ly tiếp tục dưỡng thương đi nhiếp ly xác nhận ừm nhanh chóng củng cố lại mệnh hồn phục hồi thực lực thôi mệnh hồn thứ này cực kỳ huyền diệu mệnh hồn gửi ở trong hồn điện tương đương với một cơ thể ảo một khi chủ nhân của mệnh hồn chết, cơ thể mới sẽ được trùng nặn hình thái theo như khi gửi gắm mệnh hồn, mà sau khi trùng nặn chỉ có thể có thực lực bằng khoảng 8-9 phần trước đó, cộng thêm mệnh hồn sẽ thiếu mất một cái. Đây cũng là nguyên nhân sau khi phục sinh tu vi giảm sút, chính là có năng lực này rồi, nhân tộc mới có thể mở rộng phát triển trong đại thế giới, trong các đại gia tộc chỉ có nhân vật hùng bá một phương trong đại thế giới mới có tư cách tranh đoạt gia chủ, một người kế thừa yếu đuối sẽ không được gia tộc chấp nhận. Hiện giờ yêu minh bị huyết nguyệt minh đàn áp, nếu cô bối không thể chống lại, không những không có được sự giúp đỡ của gia tộc, thậm chí còn mất đi vị trí ở đại thế giới. Đây chính là Long Khư giới vực, con người, yêu thú, thế giới kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu. Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, Nhiếp Ly ngạc nhiên hỏi, lại có khách? Thế là nhanh chóng chạy ra ngoài cửa, hắn mở cửa ra thấy lão già trước mặt thì nghĩ, Xích Linh tôn giả, Nhiếp Ly cung kính hành lễ, học trò tham kiến tôn giả, xin hỏi tôn giả tìm ta có chuyện gì? Xích Linh mỉm cười đáp lại, a, à, là Thiên Vân Thần Tôn muốn gặp ngươi, ngươi có muốn đi cùng ta một chuyến không? nhiếp ly thẩm nghĩ, thiên vân thần tôn ông ấy là một nhân vật chính phái trong vũ thần tông thế là hắn đồng ý được làm phiền tôn giả dẫn đường chuyển cảnh bên trong một cái biệt viện thiên vân thần tôn đang ngồi luyện công xích linh tôn giả đẩy cửa bước vào nhiếp ly ngẩn người hình vào lão già trước mắt lão già cũng nheo mắt nhìn lại nhiếp ly thẩm mỹ đây chính là thiên vân thần tôn khí tức trên người ông ấy quả thực khác người có hơi giống với sư phụ lẽ nào thiên vân thần tôn cũng học thiên diễn trì thuật thiên vân thần tôn cười ha ha ngươi chính là nhiếp ly Nhiếp Ly cúi đầu thật sâu hành lễ, Nhiếp Ly tham kiến thần tôn đại nhân, mấy thằng mặc áo vàng bên này bàn tán với nhau, hắn chính là Nhiếp Ly. Thiên Vân thần tôn nói với Nhiếp Ly, chữ ngươi viết ta xem qua rồi, cảnh ý chi thâm trong đó khiến ta kinh ngạc vô cùng, với cảnh giới của ngươi hiện giờ, có thể viết ra những chữ như vậy, thực sự rất giỏi. Nghe nói ngươi đã bái minh đến từ tiểu linh lung thế giới làm sư, sau đó, Thiên Vân thần tôn đáp xuống, Nhiếp Ly xác nhận, đúng vậy, Thiên Vân thần tôn nhẹ nhàng nói, nói ra, minh cũng có chút liên quan đến ta. Hắn là đệ tử của một người bạn cũ của ta, ta muốn nhận ngươi làm đệ tử thứ 39 của ta, ta tin hắn sẽ không từ chối, chỉ không biết ngươi có muốn hay không?" Nhiếp Ly thầm nghĩ, "Ồ, có thể bái Thiên Vân Thần Tôn làm sư, vậy thì tốt quá rồi, có sự hỗ trợ cực lớn, ta lại càng gần chức tông chủ hơn một bước nữa." Nhiếp Ly vội nói, "Ta," à, nhưng chưa kịp nói xong thì đã bị một thằng chặn học, "Sư Tôn, điều này sợ là không thỏa đáng." Thiên Vân Thần Tôn ngạc nhiên hỏi, "Ồ, có gì không thỏa đáng?" Tên kia trả lời, "Sư Tôn thu đồ, trước giờ đều là người nổi bật trong lứa cùng tuổi." Tu vi ít nhất đều đạt đến thiên chuyến cảnh, Nhiếp Ly hiện giờ chỉ là thiên mệnh cảnh mà thôi. Ngoài ra, Nhiếp Ly trước khi đến đây là đệ tử của Xích Linh, vậy không phải là loạn bối phận sao? Nhiếp Ly thầm nghĩ, có gì đâu chứ, Long Vũ Âm còn là đồ đệ của ta kìa. Xích Linh cung kính nói tiếp, sư tôn đại nhân, tuy Nhiếp Ly trước đó là đệ tử trên danh nghĩa của ta, nhưng trên thực tế ta căn bản không có thứ gì có thể dạy hắn, về cơ bản hắn đều là tự mình tu luyện. Thằng kia nói tiếp, cho dù như vậy, danh phận sư đồ cũng không xóa đi được. Thiên Vân Thần tôn nhà nhạt, nhạt trả lời góc nhìn thế tục hoàn toàn không cần để ý nói đến cảnh giới tu vi chỉ là thứ yếu trên lĩnh ngộ đạo niệm nhiếp ly có lẽ còn mạnh hơn rất nhiều thiên truyền cảnh mấy thằng đưa mắt nhìn nhau còn thằng kia cứng họng không nói gì nữa nhiếp ly truyền âm cho xích linh hỏi tôn giả hắn ta là ai xích linh đáp lại vô diệm tôn giả là đại đệ tử của sư tôn ta phụ trách quản lý các sự việc trong thiên vân thần điện bình thường khi sư tôn tu luyện thiên vân thần điện là do hắn cai quản xem ra hắn không thích ngươi chút nào nhiếp ly nhiếp ly cung kính hành lễ được thiên vân thần tôn coi trọng ta cực kỳ nguyện ý trở thành đệ tử của thiên vân thần tôn nhưng con người ta tự do tàn mạn quen rồi không quen lắm việc phục tùng theo quản thúc của người khác nếu như trở thành đệ tử của thiên vân thần tôn ta hy vọng có thể tự do đi lại ở thiên vân thần điện vô diệm tôn giả tức giận quát hỗ sược sư tôn đại nhân nguyện ý thu nhận ngươi làm đệ tử đã là ân huệ cực kỳ to lớn rồi vậy mà còn dám nói điều kiện ở đây thành ra thể thống gì nhiếp ly liếc mắt thẩm nghĩ còn không phải là xem dáng vẻ của ngươi ta sợ ta bị ngươi loại trừ khỏi thiên vân thần điện thiên vân thần tôn thẩm nghĩ khiến người khác thấy bất ngờ thật được ta chọn chúng nhận làm đệ tử đổi lại là đệ tử của thiên linh vị khác sợ là sớm đã vui mừng đến điên cuồng rồi xem dáng vẻ điềm tĩnh như không của nhiếp ly quả nhiên chữ như người đạo niệm của hắn tuyệt đối đã đạt được sự siêu thoát theo tỷ nghĩa nào đó rồi xích linh truyền âm nhắc nhở ngươi đừng hành động theo cảm tính quá có thể bái làm môn hạ của sư tôn tuyệt đối là cơ duyên lớn đừng từ bỏ vì vô diệm tôn giả phụ thân của vô diệm tôn giả đã từng dạy sư tôn hắn lại là đại đệ tử của sư tôn vì thế sư tôn bình thường cực kỳ để ý đến hắn vô diệm tôn giả chỉ là không khoan dung lắm đừng để trong lòng là được rồi chỉ cần ngươi trở thành đệ tử của sư tôn hắn cũng không thể làm gì được ngươi nhiếp ly truyền âm đáp lại yên tâm đi tôn giả ta tự có tính toán vô diệm tôn giả khẽ liếc mắt nhìn thiên vân thần một cái thấy sư tôn nhà mình không nói gì vô diệm tôn giả cười khinh bỉ ha ha ngươi tưởng thiên vân thần điện ta là nơi nào còn muốn tự do đến rồi đi thật nực cười một học đồ thiên mệnh cảnh giới còn thật sự coi bản thân là nhân vật lớn rồi nhiếp ly thản nhiên bật lại tôn giả ta kính trọng thiên vân thần tôn nguyện ý trở thành đệ tử của ông ấy bây giờ chỉ là đề ra yêu cầu của bản thân mà thôi chương cầu ý kiến của thiên viên thần tôn có đồng ý hay không là chuyện của thiên vân thần tôn ngươi dậm chân ở đây hình như có hơi thừa vô diệm tôn giả tức nổi gân xanh quát ngươi mấy vị đệ tử khác đều đứng hình thiên vân thần tôn cười ha ha nhiếp ly nói không sai thu nhận đệ tử coi trọng ta ngươi đều tình nguyện những người khác không cần nhiều lời vô diệm tôn giả cố gắng níu kéo nhưng sư tôn thiên vân thần tôn liếc mắt nhắc nhở không cần nói nhiều vô diệm tôn giả nuốt nước bọt rồi ngậm mồm ực sau đó lùi lại thiên vân thần tôn nói tiếp nhiếp ly sự lĩnh ngộ của ngươi với văn tự khiến người khác kinh ngạc vậy ta hỏi ngươi ngươi có kiến giải gì với chữ vô này nhiếp ly đọc luôn một nẻo vô vị hữu đạo thuận theo tự nhiên vô vị vô bất vị vô vị nhi hữu vi thiên vân thần tôn ngẩn người sau đó hỏi lại vô vị hữu đạo vô vị vô bất vi vô vị nhi hữu vi quả nhiên cao thâm huyền ảo ta thật xấu hổ vì kém cỏi lời này làm cho chúng để từ tròn mắt ngạc nhiên tí nữa đánh rơi quai hàm a à, vô diệm tôn giả thẩm mỹ cái gì sư tôn nói ông ấy kém cỏi đây sư tôn là người thế nào cường giả võ tông cấp một trong năm người đứng đầu của vũ thần tông sao lại có thể có người còn mạnh hơn sư tôn tên này chắc chắn là có được cổ tịch nào đó ở đâu rồi lấy ra lừa người khác mà thôi nếu như cảnh giới của hắn thật sự cao như vậy thì sao vẫn dừng lại ở thiên mệnh nhiếp ly cười phớ lứa đáp thiên vân thần tôn chê cười rồi ta chỉ là cơ duyên vừa khéo mà có được lĩnh ngộ thôi so với thần tôn đại nhân vẫn còn kém lắm thiên vân thần tôn khen ngợi ngươi quá khiêm tốn rồi cho dù là có được lĩnh ngộ trong cổ tịch nhưng ngươi có thể viết ra được lĩnh ngộ vào trong chữ thì lại là chuyện cực kỳ tuyệt vời mặc dù ta không thể dạy gì cho ngươi ở phương diện đạo niệm nhưng về tu luyện vẫn có thể cho ngươi chút chỉ điểm nếu như ngươi nguyện ý trở thành đệ tử của ta ngày sau thiên vân thần điện ngươi có thể tự do đi lại không bị quản thúc bởi bất kỳ ai nhiếp ly cung kính hành lễ đa tạ sư tôn đại nhân thiên vân thần tôn vui vẻ mỉm cười khen ngợi tốt 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 ha 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 xích linh tôn giả giật mình kinh ngạc sư tôn vậy mà lại đồng ý thiên vân thần điện đây là lần đầu tiên sư tôn lại quản thúc đệ tử cục kỳ nghiêm khắc xem ra nhiếp ly sẽ là một người đặc biệt vô diệm tôn giả câm nín không nói được gì thiên vân thần tôn lại cười vui vẻ ha 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 các vị lui xuống trước đi ta muốn thảo luận với nhiếp ly về đạo niệm ở đây một lát mấy thằng đệ tử cung kính nghe lời dạ sư tôn sau đó lục tục kéo nhau đi ra còn vô diệm tô giả liếc mắt qua nhìn nhiếp ly một cái sau đó hử lạnh cuối cùng đám đệ tử của thiên vân thần tôn cũng chim cút hết cánh cửa đóng lại thiên vân thần tôn lên tiếng vậy chúng ta bắt đầu thôi thời gian qua đi hai người nói nhỏ thì thầm với nhau cả buổi thực ra lúc này chẳng biết là ai dạy ai thiên vân thần tôn cảm thán nhiếp ly mọi thứ hắn nói đều có thể giúp ta thu hoạch không ít thật sự đã kiếm được một khối bảo ngọc rồi vũ thần tông hiện giờ thủ trong giặc ngoài vô cùng nguy hiểm dựa vào thiên phú của nhiếp ly trong tương lai sẽ trở thành trụ cột của Vũ Thần Tông cũng không phải không có khả năng. Bên ngoài một cái tiểu đình, Vô Diệm Tôn giả đang ngồi uống rượu một mình, hắn uống xong lại rót tiếp một ly, chán nản thở dài. Đột nhiên có người đi đến và hỏi, Vô Diệm Tôn giả hình như đã gặp phải việc không vui hả? Vô Diệm Tôn giả liếc mắt nhìn qua, trước mắt hắn là người thừa kế thứ nhất của Long Ấn Thế gia, Long Thiên Minh. Vô Diệm Tôn giả vẫy vẫy tay nói, "Long huynh, ha ha, nếu như đã đến rồi, vậy ngồi uống rượu cùng ta đi." Long Thiên Minh gật đầu đồng ý, "Ừm." Sau đó kéo ghế ngồi xuống rót rượu ra và hỏi không biết vô diệm huynh vì sao lại phiền não vô diệm tôn giả thở dài đáp ai đừng nhắc nữa ta theo lão đầu tử tu luyện đã 30 năm nay rồi thời gian 30 năm này ta tận tâm trung thành với ông ấy nhưng ta cứ cảm thấy ông ấy luôn đề phòng ta cho đến giờ vẫn không đem khẩu quyết quan trọng nhất của thiên vân thần quyết truyền thụ cho ta ta đã nhiều lần nói ra muốn luyện tập khẩu quyết cuối cùng này ông ta lại luôn nói thời gian chưa chín mùi mà phớt lờ đi long thiên minh giả bộ nói thiên vân thần tôn làm người đại công vô tư đối vũ thần tông ta chính là tận tâm tận lực chính là tấm gương cho chúng ta vô diệm huynh có thể đã nghĩ nhiều quá rồi đấy vô diệm tôn giả cười khinh bỉ đại công vô tư ha 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 ta đối xử với ông ấy như vậy sao ông ấy không đại công vô tư với ta chứ còn chẳng phải sợ trò giỏi hơn thầy đó sao suy nếu không phải năm đó phụ thân ta đã cứu ông ta một mạng ông ta có được ngày hôm nay chắc long thiên minh trấn an vô diệm huynh cũng không cần phiền não trong số rất nhiều đệ tử cửa thiên vân thần tôn vô diệm huynh là người được coi trọng nhất nếu như thiên vân thần tôn thật sự muốn chọn người thừa kế thiên vân thần quyết chắc chắn sẽ thuộc về ngươi vô diệm tôn giả nói tiếp lúc trước ta cũng nghĩ như vậy nhưng hiện giờ lão đầu này lại nhận một đệ tử mới gọi là nhiếp ly gì đó lão đầu tử hình như rất yêu thích và tin tưởng hắn nhìn thái độ lão đầu tử đối với hắn thật đúng là như một bảo bối vậy long thiên minh ngạc nhiên hỏi đệ tử thiên vân thần tôn mới thu nhận gọi là nhiếp ly sao vô diệm tôn giả xác nhận không sai long huynh cũng biết hắn long thiên minh xác nhận đã từng nghe qua nhiếp ly này đến từ tiểu linh lung thế giới cũng coi như là một kẻ ưu tú trong đám người mới trong lòng hắn thầm nghĩ thủ đoạn của nhiếp ly thật không đơn giản thời gian ngắn như vậy đã bái được thiên vân thần tôn làm sư hơn nữa khoảng thời gian này long vũ âm qua lại rất thân mật với nhiếp ly giống như rất nghe lệnh của hắn cũng bắt đầu triệu tập nhân mã chuẩn bị tranh đoạt vị trí gia chủ vô diệm tôn giả khinh bỉ hỏi người mới ưu tú sao kẻ nhảy nhét thiên mệnh cấp có thể có bản lĩnh gì được chứ chẳng qua là dùng chút thủ đoạn lấy lòng lão đầu tử mà thôi long thiên minh nhắc nhở vô diệm tôn giả nếu còn không đặt hắn vào trong mắt vậy thì đã sai còn thêm sai rồi đấy kẻ này rất không đơn giản nếu như không đối phó sớm tương lai sợ là sẽ trở thành mới họa của người đấy nói không chừng thiên vân thần tôn bị lừa gạt sẽ truyền thụ thiên vân thần quyết cho hắn đấy vô diệm tôn giả chừng mắt len hìn sau đó vội hỏi theo ý kiến của long huynh phải làm thế nào đây long thiên minh đáp lại không bằng thế này sau đó tung hết mưu hành kế bẩn ra nói với vô diệm tôn giả tên này gật gù đồng ý ừm thời gian qua đi thoáng cái trời đã về chiều nhiếp ly vui vẻ thảm nghĩ vậy mà lại được thiên văn thần tôn coi trọng thật đúng là kinh hỉ bất ngờ mà thế này khoảng cách đến vị trí tông chủ lại gần hơn một bước nữa rồi chuyển cảnh tiểu viện của tiêu ngữ nhiếp ly vừa về đã thấy mấy thằng kia ở nhà hắn ngạc nhiên hỏi ồ nhanh vậy đã về rồi lý hành vân liền gọi nhiếp ly thằng kia hỏi luôn sao rồi lục phiêu thích chỉ nói hừ hừ chúng ta đánh lén hai cứ điểm của huyết nguyệt minh cái giá phải trả là 60 người xử hơn một nghìn người của chúng mặc dù những người bị xử thực lực không mạnh nhưng cũng đủ để cố hàng khó chịu lý hành vân nhận định kết quả cũng không tệ chúng ta đã nắm rõ được tình hình của huyết nguyệt minh rồi đợi mệnh hồn của người ổn định rồi chúng ta sẽ tìm cơ hội xử thần trì của chúng để chúng đói không có gì ăn nhiếp ly ngạc nhiên ồ một tiếng cô bối vui vẻ thông báo nhiếp ly ta còn có được một tin nữa cố hằng có một thân tín vẫn luôn vụng trộm ngầm chiếm linh thạch của huyết nguyệt minh nhưng cố hằng lại cực kỳ tín nhiệm hắn vì thế những người biết chuyện chỉ có thể tức giận mà không dám nói gì đây nói không chừng sẽ là cửa đột phá để kéo huyết nguyệt minh sụp đổ người hám lợi như vậy chỉ cần chúng ta đưa ra hứa hẹn hoặc đe dọa chắc chắn sẽ phản bội cố hằng thế nào có muốn đi gặp hắn không nhiếp ly nghe xong nhếch mép cười đều gặp chứ đương nhiên gặp chuyển cảnh vũ thần tông minh sơn trại nơi này đèn đuốc sáng trưng lính canh bố phòng cẩn mật thấy đám nhiếp ly đi đến mấy thằng chặn đường trẻ nhỏ không được vào Cô bối nghe xong liền chửi chết mẹ thằng này bên trong căn phòng thủ hạ của cổ hằng tên là hà quý đang trái ôm phải ấp hai tay bốn bình sữa hắn cười thích chí ha 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 ha, ha hôm nay hầu hạ đại gia cho tốt đại gia ta thưởng cho mỗi người một miếng linh thạch mấy cô em lập tức reo lên a à, thế là thích chí ép sát mấy cái bình sữa vào người tên này nũng nịu gọi hà đại nhân thằng kia vui vẻ cười phá lên ha 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 đúng lúc này có một tên đi vào thông báo hà chấp sự bên trong có mấy vị đại nhân muốn gặp ngài hà quý tức giận quát ầm lên đại nhân cái gì dám quấy nhiễu sự hứng thú của lão tử ta không gặp ai hết tên kia nói nhỏ họ nói muốn làm chuyện làm ăn có giá 10 vạn linh thạch với ngài nghe xong hà quý hất hai em gái kia ra và hỏi khẩu khí lớn thế à? vậy ta đi xem xem tên kia liền dẫn hà quý lên cầu thang mời bên này sau đó di chuyển đến một cái hành lang tiếp theo là mở cửa một căn phòng ra chỉ thấy bên trong là đám nhiếp ly lý hành vân lục phiêu và cổ bối hà quý tái mắt hỏi ngươi các ngươi là sau đó cánh cửa đã đóng lại khiến cho hà quý giật mình cô bối nằm trên giường khiêu gợi hỏi hà quý đã lâu không gặp hà chấp sự hà quý nuốt nước bọt một cái rồi nghĩ ực ừ, gần đây có ít nhất là năm cường giả thiên truyền cấp muốn chạy cũng không có khả năng thế là hắn nói cô bối thiếu gia người tìm ta có chuyện gì cô bối ngồi dậy rồi nói ta muốn nhờ ngươi giúp chúng ta làm một chuyện hà quý lấp bắp hỏi chuyện chuyện gì cô bối cúi xuống bàn hắn lấy ra cái gì đó tưởng đâu là vũ khí nhưng hắn đã lấy rượu ra rót sau đó thản nhiên nói sau này cho dù cố hằng đi đâu ngươi đều phải nói hành tung của hắn cho chúng ta hà quý giật mình hỏi cái gì muốn ta phản bội lại cố hằng thiếu gia không thể nào cô bối nâng ly rượu lên rồi nhắc nhở hà quý người thức thời là trang tuấn kiệt ngươi đi theo cố hằng thì có tiền đồ gì chỉ là vì làm chấp sự mỗi tháng cầm mấy trăm linh thạch sao nếu như ngươi nguyện ý hợp tác mỗi một lần báo cáo thành công cho ta chúng ta đều sẽ cho ngươi hai nghìn linh thạch hà quý lắp bắp hai cố bối thở dài đe dọa ai còn nếu ngươi không hợp tác cố hằng cố bối ta còn trị được thì còn không trị được ngươi chắc huống hồ tay chân ngươi cũng không sạch sẽ gì nếu như cố hằng biết thì sẽ có kết quả gì đây hà quý toát mồ hôi không nói gì cố bối làm một ngụm rượu rồi nói tiếp ta cũng không cưỡng cầu có muốn hợp tác không đều do người hà quý tái mặt thẩm mỹ không cưỡng cầu đây không phải là trực tiếp uy hiếp ta sao thấy hà quý không nói gì cô bối hỏi lại sao nếu như ngươi đã không nguyện ý vậy thì thôi đi chúng ta đi thôi nói xong đám nhiếp ly đã đứng lên hà quý lấp bắp gọi to đợi đợi đã cô bối thiếu gia cô bối ngồi xuống rồi hỏi ư hứ hà quý đằng hắng một cái rồi đáp cụ ta có thể hợp tác với cô bối thiếu gia chỉ là việc này cô bối thiếu gia tuyệt đối phải bảo mật giúp ta cô bối vui vẻ nói đó là đương nhiên chỉ cần ngươi hợp tác với ta, về sau ngươi sẽ là người của ta rồi. Bảo mật là đương nhiên. Hơn nữa đãi ngộ chắc chắn tốt hơn so với khi ngươi đi theo cố hằng. Ngươi có ích đối với ta, ta tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Hà quý ử một tiếng. Sau đó hắn nói, ta có một thỉnh cầu, không biết cố bối thiếu gia có thể đồng ý không? Cố bối ngạc nhiên hỏi, ồ, thỉnh cầu gì vậy? Hà quý liền nói, tay trái tay phải của cố hằng thiếu gia, ta là một trong số đó, một kẻ khác gọi là xài việt. Kẻ này trước giờ đối đầu với ta, ta muốn mời cố bối thiếu gia giúp ta xử lý hắn đi cô bối vui vẻ đồng ý đương nhiên không vấn đề sài việt này ta có biết vô cùng trung thành với cố hằng muốn đối phó cố hằng tự nhiên phải giải quyết tay sai của hắn trước hà quý giật mình kêu lên a à, ngài muốn diệt trừ cả ta sao cô bối trấn an ngươi hiện giờ là nội quỷ rồi không liên quan đến ngươi hôm nay sau khi ngươi quay về hãy lan tin sài việt đã tiếp xúc riêng với chúng ta hà quý thắc mắc chỉ vậy thì sợ là không thể nào khiến cố hằng thiếu ra nghi ngờ sài việt đâu cô bối làm cái mặt nham hiểm đáp lại cho nên tiếp theo phải xem ngươi rồi hà quý ngẩn người ra hỏi ấy cố bối lại nói chỉ cần ngươi có thế luôn đem vị trí của cố hằng cung cấp cho chúng ta để chúng ta đánh lén hắn một lần chẳng phải hắn sẽ nghi ngờ xài việt rồi sao chúng ta đến lúc đó lại thêm dầu vào lửa xài việt chắc chắn sẽ không giữ được địa vị hà quý cười nham nhở đáp lại a à, ha 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 cô bối thiếu gia cao minh Cô bối nhắc nhở đừng nói nhảm nữa đến lượt ngươi thể hiện thành ý rồi viết vài bức thư cho ta đây chính là chứng cứ mật tin của chúng ta hà quý tròn mắt ngạc nhiên hỏi cư ừ, cố bối đe dọa nếu như quá trình hợp tác ngươi dở trò bức thư này sẽ được đưa đến tay cố hằng đã biết hậu quả rồi chứ hà quý vội vã vâng lời ư dạ cố bối nhắc nhở nhanh lên viết như ta nói thế là hà quý cắm cúi viết lia lịa lên giấy ừm ừm sau đó cố bối vỗ vỗ vai khen ngợi hà quý không tồi không tồi nè đây là phần thưởng của ngươi về sau làm việc cho chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu thiệt nói xong liền ném nhẫn chữ vật cho hà quý tên này đần mặt ra nhìn hự thật sự có hơn hai nghìn ha ha vậy ta còn theo cố hằng vào sinh ra từ mỗi tháng lĩnh hai trăm ba trăm linh thạch làm gì nữa hắn sung sướng reo lên đa tạ cố bối thiếu gia thời gian qua đi cố bối vui vẻ nói với cả bọn không ngờ rằng nhanh vậy đã xử lý xong rồi lập trường của hà quý thật đúng là tương đương không kiên định nhỉ ngươi thấy thế nào nhiếp ly con người hà quý này có đáng tin không nhiếp ly nhận định kẻ này thấy lợi sáng mắt nếu như chúng ta đã đưa ra lợi lộc lớn lại có được điểm yếu của hắn không sợ hắn không nghe lời đâu có lẽ bản thân hắn cũng hiểu rõ đối đầu với chúng ta sẽ chẳng có lợi lộc gì hết lý hành vân gật đầu xác nhận ừm thật là đáng tiếc mà, tay trái tay phải của Cố Hằng, Hà Quý là kẻ tiểu nhân, nhưng Sài Việt kia đúng là một nhân tài, nếu như bị Cố Hằng phế đi như vậy, thật đúng là có chút đáng tiếc, Nhiếp Ly liền hỏi, Hành Vân huynh từng tiếp xúc với Sài Việt sao? Lý Hành Vân xác nhận, ta từng mời hắn đến Thiên Hành Minh chúng ta, nhưng mà đã bị từ chối. Nhiếp Ly phân tích một chút, nếu là vậy, Hành Vân huynh có thể tiếp tục tiếp xúc với hắn, Sài Việt bị Hà Quý liên hợp với chúng ta hãm hại, sớm muộn cũng có một ngày không thể tiếp tục theo Cố Hằng nữa, mà nhân vật mang danh phản đồ, ngoại trừ người biết rõ sẽ không có thế lực nào chịu thu nhận. Lục Phiêu thông minh đột xuất, người biết rõ, người biết rõ chẳng phải là chúng ta sao? Nhiếp Ly công nhận, đúng vậy, cho nên phải hướng cố hằng mà bức hại. Hự, có lẽ nên nói là giúp đỡ đi. Lý Hành Vân cũng phải bất ngờ. Oa, wow, chiêu thức này của ngươi thật tồi tệ quá, Nhiếp Ly. Thế rồi cả bọn cười phá lên với nhau, ha ha ha, ha ha ha. Thời gian qua đi, bọn này đã đi ra ngoài. Sau khi đến một tòa nhà cao, Lục Phiêu trầm trồ nhìn lên hỏi, "Ồ, đây là? Cô bối giải thi, tiệm bảo khí này gọi là Thiên Bảo Cáp là tiệm bảo khí lớn nhất Minh Sơn trại, phía trên nó chính là thần tượng các, một thế lực cực lớn sánh ngang với thần tông, chuyên chế tạo bảo khí, Nhiếp Ly đưa ra chú ý, đến Minh Sơn trại một chuyến, chúng ta cũng không thể tay không mà quay về chứ, đi, mua, chuyển cảnh, thiên bảo các, trong này trang hoàng lộng lẫy, thấy bốn thằng đi vào, một lão già biết có dê béo nộp mạng cho nên đi đến, đoan đả mời chào, ồ, bốn vị thiếu gia, chào mừng đến với thiên bảo các, xin hỏi các vị cần mua đồ gì, đám lục phiêu trầm trồ reo lên, oa, à, ông chủ, ở đây có bán bảo khí giết người và bảo vệ tính mạng không? Lão già cười giả là, "Ha ha, chỗ ta cơ bản toàn là bảo khí giết người và bảo vệ người, chính là không biết bốn vị thiếu gia cần cấp bậc như nào." Nhiếp Ly tuyên bố: "Lấy đồ tốt nhất mang ra đây xem thử đi." Lão già nhìn là biết khách sộp cho nên liền nói: "Ồ, bốn vị thiếu gia mời theo ta, xin mời đi bên này." Nói rồi dẫn đám Nhiếp Ly đi vào một cái hành lang, sau đó, đẩy lên bức tranh treo tường một cái, một cánh cửa bên dưới bức tranh đã hiện ra. Lục Phiêu nhìn thấy mà trầm trồ kinh ngạc: "Oa wow. ha hắn cùng đồng bọn chui vào bên trong rồi lầu bầu. Ai nghĩ ra thế? Khi đi vào bên trong, Lục Phiêu bị đồ đạc bên này làm cho chó ngợp. Oa, à, lão già cười thích chí. Ha ha ha, mời. Lúc này, có tiếng nói truyền tới. Sao chỗ này cũng để người khác vào nữa? Rồi có tiếng người đáp lại. Ngại quá, thiếu gia. Chỉ cần khách nhân của Thiên Bảo Các muốn mua bảo khí ngũ phẩm trở lên, đều có thể đến đây. Tên kia đáp lại. Hừ, thật là mất hứng. Lý Hành Vân thầm nghĩ. Giọng nói này là. Thế rồi chủ nhân giọng nói kia bước vào cả lý hành vân và thằng kia đều trừng mắt lên nhìn nhau sau đó lạnh lùng quay đi nhiếp ly thấy biểu hiện của lý hành vân lập tức hỏi kia là ai lý hành vân trả lời lý ngự phong đột nhiên thằng kia cười phá lên ha 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 không ngờ được là hành vân đường đệ nếu đã khéo như vậy vậy thì qua đây cùng ngồi đi lý hành vân tức giận hừ lạnh sau đó ba bỏ đi mấy thằng nhiếp ly cố bối cùng với lục phiêu cũng học theo hừ một cái rồi bỏ đi nốt lý ngự phong khỏi nói đương nhiên là tức xì khói sau đó cũng quay lưng ung dung mà đi chỗ khác tiếp theo là đi vào phòng khách đám lý hành vân lục phiêu nhiếp ly cô bối đều chọn chỗ cho mình một em gái ngọt nước đon đả chào mời ta tên là thải điệp xin hỏi bốn vị công tử các ngươi muốn mua những gì thấy gái đẹp cô bối cười phá lên đắc ý ha 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 thiên bảo các cũng thật biết làm ăn phái một mỹ nữ như này đến đây bảo ta sao mà không tiêu tiền được đây ha 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 thải điệp nũng nịu đáp công tử quá khen rồi thải điệp đầu xứng với lời khen ngợi như thế hi hi nhiếp ly thở dài rồi vào đề luôn được rồi vẫn nên bản chính sự đi Thải Điệp cô nương, ta muốn mua vài bảo khí lục phẩm trở lên, không biết được chỗ các ngươi có những đồ gì tốt. Thải Điệp nghe xong mà ngẩn người, lục phẩm trở lên, trong lòng thầm nghĩ, một bảo khí lục phẩm lại có giá là mấy vạn linh thạch đấy, toàn bộ thiên bảo các cũng chả có bao nhiêu đâu, trên cả lục phẩm thì càng ít đến đáng thương, vậy mà hắn còn muốn tận mấy cái. Lý Ngự Phong bên này trầm mặc, sau đó thầm nghĩ, chúng đang điên cái gì đấy, hộ giáp lục phẩm đã có thể chặn được sự tấn công của Long đạo cảnh rồi, cấp bậc cao hơn nữa, nói không chừng phải đến thần tượng các trong truyền thuyết mới mua được rồi. Lúc này, em gái đến hỏi Lý Ngự Phong, "Công tử, bảo khí này ngài còn muốn mua nữa không?" Hắn trả lời, "Ồ, năm vạn linh khí vẫn hơi đắt, đổi món khác đi." Em gái đáp lại, "Ồ, nếu như công tử vẫn muốn xem những bảo khí khác, Vũ Điệp đi lấy giúp ngài." Lý Ngự Phong đồng ý, "Ừm, 응, vậy lấy bảo khí ngũ phẩm kia đi." Vũ Điệp ngoan ngoãn nghe lời, "Được." Bên này Cố Bối nói với Lục Phiêu, "Mặc dù thứ như bảo khí này, chết rồi dễ để người khác nhặt được, nhưng nếu như có được một bảo khí lục phẩm, thì thiên chuyển cảnh cũng khó mà giết được ngươi, còn về long đạo cảnh" đều ở sâu trong đại thế giới cơ vì thế có thể nói bảo khí lục phẩm cơ hồ là vô địch ở xung quanh vũ thần tông rồi lý hành vân nhận định vẫn nên xem suy nghĩ của bản thân nhiếp ly đi nhiếp ly thoải mái nói muốn mua thì đương nhiên mỗi người đều có phần cũng chẳng phải là vì một mình ta mới đến đây lý hành vân ngạc nhiên hỏi hả à, cố bối cũng tròn mắt lên mà nhìn mỗi một người đều mua đây không phải là con số nhỏ đâu nhiếp ly vui vẻ đáp lại để ta xem xem đa phần đều là ngũ phẩm bảo khí thải điệp cô nương giúp ta lấy bảo khí kia đi nói xong chỉ tay vào thanh trường kiếm trưng ở trên góc thải điệp kinh ngạc reo lên ồ vị công tử này thật có mắt nhìn thanh tinh nham kiếm bảo khí lục phẩm này tuyệt đối đứng đầu trong bảo khí lục phẩm mức độ sắc bén của nó thậm chí có thể chém đứt được bảo khí hộ giáp cùng cấp bậc sau đó đặt lên bàn và nói công tử mời xem cô bối thích trí đứng dậy tròn mắt lên mà nhìn hắn nhẹ nhàng kéo thanh kiếm ra khỏi vỏ ồ ánh sáng vàng phát ra làm cho cố bối khen ngợi kiếm tốt nhiếp ly vui vẻ hỏi thải điệp cô nương thanh kiếm này bán bao nhiêu linh thạch thanh tinh nham kiếm này có giá 76.000 linh thạch, thưa công tử. Nghe xong, Lục Phiêu lắc đầu lẻ lưỡi, "Hả? À, 76.000?" Lý Hành Vân thầm nghĩ, không hổ là bảo khí lục phẩm đẳng cấp, quá đắt, nhiếp ly phán một câu xanh dờn, "36.000 có bán không? Nếu được thì ta mua." Lời này chính là làm cho cả bọn đứng hình. Thải Điệp ngẩn người thầm nghĩ, "Sao? Sao lại có người mặc cả như thế chứ?" Thế rồi liền ngại ngùng nói, "Công tử, giá như này, thiên bảo các ta sợ là không thể chấp nhận được." Nhiếp Ly gãi đầu cười, "A à, ha ha, vậy thôi không cần nữa, thải điệp giật hết cả nảy thầm nghĩ đây vừa khéo cao hơn một nghìn so với giá thấp nhất báo giá này của hắn cũng quá giỏi sau đó giả bộ ho khan hai tiếng cụ khụ được rồi nếu như công tử đã thích thì thanh tinh nham kiếm này bán lỗ vốn cho công tử đấy lý hành vân giật mình à cố bối cũng tròn váng thật sự đồng ý rồi còn lục phiêu thì cười lên khoái trá ha ha không hổ là nhiếp ly nhiếp ly cũng khẽ mỉm cười nói đây là ba mươi linh thạch xin nhận lấy sau đó ném thanh kiếm cho cố bối cho người đấy cố bối cô bối vui vẻ nhận thanh tinh nham kiếm đa tạ nhé huynh đệ bên này lý ngự phong đần mặt ra không nói gì vũ điệp hỏi lý công tử hàn xương thích bảo khí ngũ phẩm này 12.000 linh thạch ngài thấy thế nào lý ngự phong trả xuống còn nửa giá vũ điệp ngẩn người sáu nghìn linh thạch sau đó phản ứng lại lý công tử giá này chúng ta không thể nào chấp nhận lý ngự phong khẳng khái nói ta chỉ chi ra sáu nghìn thôi vũ điệp ngẩn người một chút sau đó mới nói ngại quá lý công tử hàn xương thích này 12.000 linh thạch đã là giá thấp nhất rồi Lý Ngự Phong tỏ ra tức giận hỏi, dựa vào cái gì, tên tiểu quỷ kia có thể mặc cả nửa giá, còn Vũ Điệp cây cú thầm nghĩ, chỉ có 12.000 linh thạch thôi, thân là người kế thừa thứ nhất của thương viêm thế gia, sao lại không biết ngại mà mặc cả như vậy, sau đó cất thanh chỉ thủ lên giá rồi nói, Hàn Sương thích này, không có 12.000 linh thạch thì không mua được đâu, nhiếp ly bên này vuốt cằm suy nghĩ, cũng mua cho hành vân huynh một binh khí vừa tay đi, thải điệp cô nương, xin giúp ta lấy thứ kia xuống, nói rồi chỉ vào thanh đao màu bạc ở phía trên. Thải Điệp vui vẻ nói, vị công tử này mặc dù mặc cả lợi hại nhưng mua đồ cũng thật sự quyết đoán nhanh chóng đây là ngân nguyệt đao bảo khí lục phẩm 50.000 linh thạch nhiếp ly nghe xong trả giá sát giạt 30.000 linh thạch thải điệp tròn váng lại lại bị hắn nói chính xác giá thấp nhất rồi sau đó suy nghĩ một hồi ư ừ, kiếm ít còn hơn là không kiếm được gì sau đó vui vẻ cười a à, ha ha công tử thật sự tuệ nhãn như đuốc thông minh tuyệt đỉnh vậy thì thành giao đi mấy thằng khác đều đần mặt ra lại nhiếp ly vui vẻ cười ha ha đa tạ thải điệp cô nương bộ hắc vân chiến giáp kia cũng không tệ bao nhiêu linh thạch thải điệp cô nương thải điệp chán bị trả giá rồi nói vẫn vẫn là để công tử ra giá đi nếu hợp thì bán cho công tử cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho kênh ngọc hương review truyện tranh thuyết minh của em nha và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và để lại bình luận để em có thêm động lực ra nhanh tập tiếp theo nhé và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất được phát sóng trên kênh chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều bye bye